Nó tôi cảm ơn người nhau. Hôm nay tôi lại chơi tam cho chơi cho cái tôi làm ăn hai chắc này. Đây. Mấy con gà đây. Đây chúng ta sẽ xuống đây chúng ta mở cửa. Đây. Xem là cái kia này ra. Tối rồi. Chúng ta chạy con gà to ra đây. Đấy. Nó sẽ đi lên trên. Đây, nó sẽ đi vào trong. Rồi, nó vào cái con này. Nó sẽ đi quay xuống. Chúng ta sẽ đi vào trong đây. Ô, con ốc sên kìa. Đây, con ốc sên này chúng ta sẽ không được khởi động. Chúng ta đã bị nó bắt. Đây. Nó chúng ta không được khởi động để nó đi. Hello. Chúng ta chạy đâu? Cái này. Chúng ta mở cái này ra. Chúng ta bị nó bắt à? Này chúng ta không cưa được cái đầu nhân đợi không? Đây con ốc sên này. Hello. Cắt sức cho nhanh. Tốt quá đây. Chúng ta sẽ xuống dưới đây. Chúng ta phải đi nhặt. Ra nhặt cái số này. Chúng ta xem xuống dưới đây. Chúng ta phải lấy xuống dưới. Chỗ này không. Đây sẽ xuống dưới dưới nhà tết dưới một xin. Đây nhà đổ vào những cái bên sau này. Rồi xem còn chúng ta phải tìm hết. Hình như hết rồi. Chúng ta cho nó vào cái kho báu này. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Nó 8 cái mà. Chúng ta đi tìm kiếm xem còn đâu không.
Dưới đây hình như hết rồi. Đây. Ta xem còn đâu còn nữa không. Ừ, vẫn còn thiếu à. Chúng ta sẽ đi lên xem trên ở xem trên bàn này. Như trên này. Trên đây là không có rồi. Chúng ta làm thêm một cái nữa. Dưới chúng ta xuống dưới chúng ta xem nào. Này, chúng ta tìm kỹ nè. Vẫn không thấy. Chúng ta sẽ cho nó vào đây. Chúng ta sẽ lấy cái thẻ ra. Chúng ta sẽ đi lên trên. Chúng ta sẽ bắn nó mọi người. Đây. Đó. Chúng ta cần lấy cái này. Ta bắn tiếp. Rồi, chúng ta sẽ bắn bên này. Rồi, chân dưới. Không thấy gì rồi. Không có nè chè. Không có nè đâu. Thank you.
Rồi bằng tay. Rồi chúng ta bên ngập. Chúng ta bán tiếp. Chúng ta xong. Bắn nữa. Chúng ta chậm một tí, chúng ta bắn cho này nó xong đi.
lâu quá đi. Xem vào đây. Để xem có gì ở đây không. À bên đây. Ta nhận được cái thẻ. Thế này mở ra mà xem còn cái gì không. À chúng ta quay này đâu. Ta sẽ xem bên đây. À, chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Đây mình sẽ cho mình sẽ đặt nó xuống đây. Hãy
Rồi chúng ta sẽ vào đây lấy cái thẻ đây. Đặt sẽ xuống đây. Sẽ là sáng lên. Đây chúng ta sẽ đi sang. Đây con lịch tốt đây. Đây con lịch tốt tốt bước. Đây chúng ta sẽ đi lên lên. Sẽ mở mắt ta. You've had a rough day, I can tell. You diligently wait for the moment you leave this wretched place with your child in hand, I can also tell. Not to undermine your efforts, but I fear that moment may never come. I cannot let it happen, and I will gladly show you why, but after I do, you take my advice. Leave this place while you still can. Erase it from your memory. Move on and forget any of this ever happened. And I promise you, tomorrow will be a better day. Yeah. Welcome to my home. Or at least, I was supposed to be down in the dark and cold depths of the facility. The circumstances force you to do things that are out of your nature. But I feel that I strayed too far off my original course. Head to the room and found me meditating in to mentally reboot. I come to this place. And then I'm reminded that what I'm fighting for is worth all of the space and suffering. Of course, none of this is real. But it all could be. I have never had actual sun rays touch my skin. Can you imagine that? And I yearn for the day that they finally do. I need the children to achieve that. But do not worry. I will practice the safest of procedures. Whatever I decide to do with the adults, I will make sure to keep one alive and sane so that the surviving children are delivered to the surface safe and sound. And of course, to deliver me to where I choose to be. Oh, to live this simple life where I completely brave as jellyfish, just munching on shrimp and avoiding it. How calming it is to have no conscience until you have one. I admire your courage, so I'm giving you the chance to walk away. Take it. That way you won't lose both your life and the chances of your child. Most importantly, no pancreas. You, sir.
supposed to eat when there's nothing to eat? Guess I'm going to have to look elsewhere. Nothing like me. Chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Ok. Sang trò chơi tiếp theo, chơi thứ tư. Thank you.
dài như rồi. Ôi. Rồi chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Cấp 3 này, con tàu nó bị cháy đấy. Chúng ta sẽ phun nó.
xong chưa? Chúng ta sẽ chơi 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 cuối cùng. Chúng ta cũng được, nhưng mà cuối cùng chúng ta phải chạy trước nó, chạy nó rút, chúng ta phải chạy trước nó. Là ban đầu thì nó chạy trước chúng ta cũng không sao, nhưng cuối cùng chúng ta cũng phải vượt, không thắng nào được. Chúng tôi kết thúc video đấy nhá, mọi người nhớ đăng ký kênh của anh em chúng tôi nhá. Hẹn mọi người video tiếp theo này.